Sáng 12 tháng 4, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quyết Thanh và Nguyễn Thị Anh Thi cùng trú tại đường Lê Duẩn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại số 1 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trên tay đối tượng Thanh 791 viên nén ma túy và thu giữ trên túi áo của đối tượng Thi 2531 viên ma túy. Cùng với đó, khám xét nơi ở của hai đối tượng tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, lực lượng công an còn thu giữ thêm 126 viên ma túy. Ngày 11 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Hương Trang, hay còn gọi là Trang Nemo, sinh năm 1992 và đồng phạm cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do có mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh bán hàng online nên xảy ra cự cãi cùng với những người có liên quan là Khanh, Yến. Nhân viên cửa hàng của Trang gồm có Quy, Khương, Nam, Tuấn cùng lao vào đánh chị Khanh. Sau đó chị Khanh và chị Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích trong vụ việc xảy ra vào ngày 16 tháng 1 vừa qua. Theo kết luận giám định, chị Khanh bị thương tích 3%, còn chị Yến không đủ cơ sở xác định có chấn thương. Tại cơ quan điều tra, Trang, Quy, Khương, Tuấn, Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng xác định hành vi đánh người ở nơi công cộng của Trang Nemo cùng đồng phạm tạo dư luận không tốt, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự địa phương. Tối 11 tháng 4, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ chị V, 38 tuổi, quê Sóc Trăng, rơi từ tầng 11 xuống đất tử vong tại một công trình chung cư đang được xây dựng. Khoảng 13 giờ cùng ngày, một số công nhân khi đang làm việc tại một công trình chung cư trên đường Lê Thị Trung, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, thì tá hỏa phát hiện một người phụ nữ rơi từ trên cao xuống đất với độ cao khoảng 35m theo đường ống thông gió. Thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang làm việc cùng chồng và một số công nhân khác ở tầng 11 của công trình chung cư. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Chiều 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Khánh 8 năm tù và vợ Khánh là Nguyễn Thị Kim Thoa cùng 22 tuổi, quê tỉnh Long An, nhận mức án 7 năm tù cùng về tội danh cướp tài sản. Trước đó, vào dịp giáp Tết Quý Mão 2023, Công an huyện Chợ Mới tiếp nhận tin báo từ người dân có một đôi nam nữ lạ mặt giả vờ mua vàng tại tiệm vàng Kim Chi, sau đó cướp một dây chuyền vàng 24K trọng lượng 3 chỉ, một mặt dây chuyền vàng 24K trọng lượng 1 chỉ và một vòng đeo tay vàng 24K trọng lượng 2 chỉ, tổng trị giá tài sản trên 32 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chợ Mới đã truy bắt được hai nghi phạm Khánh và Thoa khi cả hai đang trốn trong vườn xoài ở ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật cướp được. Khánh và Thoa khai nhận do nợ nần bị đòi vào dịp giáp Tết, nên khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 1, hai người điều khiển xe máy đến tiệm vàng Kim Chi giả vờ hỏi mua. Tại đây, chủ tiệm đưa cho một sợi dây chuyền có gắn mặt bằng vàng và một vòng đeo tay vàng để xem. Sau khi xem xong, Thoa kêu chủ tiệm tính tiền thì Khánh bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chủ tiệm vàng để Thoa lấy vàng, cả hai cùng bỏ chạy. Do nuôi tôm thẻ chân trắng cho thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa nên thời gian qua, nông dân vùng Đồng Tháp 10 đua nhau đào ao nuôi tôm trên đất lúa mặc dù ngành chức năng đã nghiêm cấm. Mặc dù chính quyền cấm đào ao xử phạt nặng nếu vi phạm, nhưng nhiều người dân ở các địa phương Mộc Hóa, Kiến Tường, Tân Hưng, Thạnh Hóa của tỉnh Long An bất chấp lén đào ao vào ban đêm, ngay cả doanh nghiệp cũng tham gia đào ao nuôi tôm. Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Long An cho biết, qua theo dõi cho thấy nước thải nuôi tôm xả ra bên ngoài có một phần ảnh hưởng đến môi trường. Long An không có chủ trương cho người dân chuyển đổi nuôi tôm trên khu vực Đồng Tháp 10, vì nơi đây là hệ sinh thái nước ngọt. Các ngành chức năng địa phương kiên quyết xử lý không để phát sinh diện tích nuôi mới. Trường hợp có những hộ dân nuôi mới phát sinh, ngành chức năng vừa xử lý vi phạm hành chính, vừa buộc phải khắc phục trở lại hiện trạng ban đầu. Trong quá trình chuẩn bị SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 tới, công tác phòng chống doping đặc biệt được Đoàn Thể thao Việt Nam quan tâm triển khai, nhất là sau trường hợp đáng tiếc của 5 vận động viên Điền Kinh. Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã chỉ đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam VADA, các đơn vị liên quan, lưu ý và kiểm tra thường xuyên việc vận động viên sử dụng thực phẩm bổ sung. VADA đã cử chuyên viên đến các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia để tuyên truyền cập nhật liên tục danh sách các chất cấm đến từng đội tuyển. Cụ thể, VADA đã phối hợp với 4 trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tổ chức các lớp tập huấn kiến thức phòng chống doping cho hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên.